chào mừng tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến ngôi chùa Ông Hóc Môn. Đây, chúng ta đang đứng trước cổng chùa. Đây là một trong những địa điểm được rất nhiều người ghé đến thăm quan nha các bạn. Những chùa nổi tiếng ở Linh Thiêng. Chùa Quán Đế tọa lạc tại số 3 Lý Nam Đế, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, là nơi thờ ông Quan Công thôi, là một vị danh tướng thời Tam Quốc ở Trung Hoa với khí tiết chính trực, trung thành, nên ông được người đời tôn kính thờ phụng, đặc biệt là cộng đồng người Hoa tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ngôi chùa được mang đậm kiến trúc Trung Hoa cổ xưa nên được rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Chúng ta cũng ghé thăm qua ngôi chùa nha. Cái này là ngôi chùa nha các bạn, với cái họa tiết theo kiểu người Hoa các bạn. Đây, chúng ta nhìn ra phía trước này, tại số 3 Lý Nam Đế mà quả tiết. Rất cổ xưa. Đây, chúng ta nhìn những cái quả tiết này, cái cột rất cầu kỳ. Đây, những cái hình mô phỏng này. Hoa đăng cũng có họa tiết. Cái thời xa xưa rồi. Đây là thần mã mà, là ngựa xích thố. Thì thời Tam Quốc các bạn, thì Đổng Trác rồi tới Lữ Bố rồi tới Quan Công, đây mọi người chạy ngày mấy ngàn dặm các bạn. Ngựa xích thố cũng là thần mã. Đây là một chùa rất cổ và nổi tiếng Linh Nơi Thiên ở huyện Hóc Môn các bạn. Dạ, con xin phép ông Hòa Thánh. Thank you.
và Thích Kha. Mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn Hoàng Thánh, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh Akitan.